Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với video ngày thứ 7 trong chuỗi dự án video cải thiện phát âm tiếng Anh trong vòng 1 tháng Improve your English pronunciation in 1 month. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục đến với những từ của chuỗi video này ha. Hi, most commonly mispronounced words in English, day 7. Thì ngày hôm nay ta sẽ là những từ young, foreign, determined, child và necessary. Rồi, thì tương tự những video trước ha, mình sẽ lại phân tích từng từ một và luyện tập từng từ một, sau đó đặt câu ha. Rồi, cùng đến với từ đầu tiên, đó là từ young. Young, được chưa? Như bạn hay đọc này là young ha, không có young. Như she's very young, không có young ha. Nó là âm ớ, nó giống như âm ớ hơi hao hao âm ớ của tiếng Việt ha. Ớ, xong rồi gì cái chữ n dài này giống như chữ ngờ tiếng Việt ha. Dần đó, giống như chữ dần tiếng Việt nhưng mà kéo dài cái âm ngờ một xíu nha. Dần được chưa? Dần chung có dần nha. Dần được chưa? Rồi cùng luyện tập theo câu ha. She looks young for her age. She looks young for her age. She looks young for her age. Yeah. She looks young for her age. Nhớ ha, những cái âm đuôi looks young for her age. Đừng có bỏ âm ch nha. She looks young for her age. She looks young for her age. Rồi, câu tiếp theo. Cậu ấy trông trẻ so với tuổi ha. He is 2 years younger than me. He is 2 years younger than me. He's 2 years younger than me. Yeah. He's 2 years younger than me. Younger. Young. Younger. Yeah. He's 2 years younger than me. Younger than me. Yeah. He's 2 years younger than me. Anh ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Thì lớn hơn bao nhiêu tuổi? Bạn cho thay chữ younger thành older. Yeah. Ví dụ như he's 2 years older than me. Còn đây là nhỏ hơn thì là he's 2 years younger than me. Younger than me. Okay. Câu tiếp theo. I believe you owe me an apology, young man. I believe you owe me an apology, young man. Young man. Okay. Young man. Không có young nha. Young man. I believe you owe me an apology, young man. Rồi, trong đây có một cái chữ cũng khá là khó đọc là chữ own. Own. Nó là âm O ha, sau mình đọc sau khi gần kết thúc mình đọc là in, chữ N á. In. Own. Own. Được chưa? Own. Own. Đó, sắp kết thúc cho mình thêm chữ in chưa? Chứ đừng có O không ha. I believe you owe me. Own. Được chưa? I believe you owe me an apology, young man. I believe you owe me an apology, young man. Apology, được chưa? Tính từ cái từ apologize ha, động từ là apologize, danh từ là apology, được chưa? Động từ là apologize. I believe you owe me an apology, young man. I believe you owe me an apology, young man. Được chưa? Young man. Tôi tin là anh nợ tôi một lời xin lỗi đó, chàng trai trẻ à. Được chưa? In my younger days, I played sport very often. In my younger days, I played sport very often. Được chưa? Chỉ played. Đọc ED sẽ là D. Nhưng mà trong câu này ha, mình sẽ đọc lướt luôn thành play như bình thường. In my younger days, I played sport very often. In my younger days, I played sport very often. In my younger, được chưa? In my younger days, I played sport very often. Often hoặc là often đều được nha. Often hoặc là often, cái nào cũng được. In my younger days, I played sport very often. Right, in my younger day, giống như là khi tôi còn trẻ, when I was younger, vậy đó ha. Khi tôi còn trẻ thì tôi rất là thường hay chơi thể thao.
I'm the youngest of four sisters. I'm the youngest of four sisters. Sisters. Chữ này có là hay đọc sai, là thiếu âm s, không sister, sister mà là gì? Sisters. Được chưa? Sisters. I'm the youngest of four sisters. 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 Đó. Sờ ba lần nha. I'm the youngest of four sisters. Đó. Sisters. Sisters. Được chưa? Thêm có sister nha. I'm the youngest of four sisters. Tôi là người nhỏ nhất trong bốn người chị ha. Right, từ tiếp theo đó là từ foreign. Foreign, không phải là foray ha, mà hay đọc là foray. Được chưa? Foreign. 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 Được chưa? Foreign. 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 Được chưa? Rồi, cùng luyện tập theo câu nè. What foreign language? Sorry, what foreign languages do you speak? Được chưa? What foreign languages do you speak? What foreign languages do you speak? Yeah. What foreign languages do you speak? Đó, từ language, ngôn ngữ ha. Số ít thì là language. Số nhiều thì em sẽ đọc là languages. Languages. Đó. Language. Languages. What foreign languages do you speak? What foreign languages do you speak? Đó, bạn nói ngôn ngữ ngoại quốc nào ha? Đó là tiếng nước ngoài nào đó. Nó là những ngôn ngữ nước ngoài nào? She's lived in a foreign country her whole life. She's lived in a foreign country her whole life. She's lived in a foreign country her whole life. Được chưa? She's lived in a foreign country her whole life. Yeah, whole life chứ không phải là whole life ha. Oh oh, whole life. Whole life. Được chưa? Whole life. Life, nhớ gầm F thổi hơi ha. Life. Rồi, she's lived in a foreign country her whole life. Foreign. Foreign. Được chưa? Không phải là foray ha. Foreign. Foreign. Rồi, từ she's viết tắt của chữ she has nha. She has lived, viết tắt thành là she's lived in a foreign country her whole life. Rồi, câu tiếp theo. He spoke with a foreign accent. He spoke with a foreign accent. Nghe. He spoke with a foreign accent. He spoke with a foreign accent. Nghe. He spoke with a foreign accent. Accent. He spoke with a foreign accent. Nhớ ha, foreign, foreign. Anh ấy nói với một cái giọng ngoại quốc. Được chưa? This place attracts many foreign tourists. This place attracts many foreign tourists. Được chưa? This place attracts many foreign tourists. Chữ tourists này rất là khó đọc ha. Nếu đọc mà lướt các bạn thấy là tourists cũng được, còn nếu mà đọc liền cho nó chính xác hơn nữa là tourists. S xong rồi âm T xong rồi âm S xong rồi líu lưỡi ha. Tourists. Tourists. Nhưng mà để đọc chưa quen các bạn có đọc là tourists xong thêm âm S là được ha. This place attracts many foreign tourists. Được chưa? This place attracts many foreign tourists. Được chưa? Tourists. This place attracts many foreign tourists. Được chưa? Nơi này thu hút rất là nhiều khách du lịch nước ngoài ha. They are local people. They're not local people. They're foreigners. They're not local people. They're foreigners. They are not local people. They're foreigners. Rồi, nhớ chữ people ở video trước nha. Không phải là pupil mà là people. People. Được chưa? People. They're not local people. They're foreigners.
foreigners, được chưa? Thêm er vô. Foreigners, foreigners. Này, they are đọc như là they're, đọc tắt là they're ha. Giống như từ của họ vậy. They are not local people. They're foreigners. Foreigners, được chưa? Họ không phải là người bản địa ha, người địa phương á. Họ là người nước ngoài, được chưa? Rồi, cùng đến với từ tiếp theo nè, đó là từ các bạn hay đọc là determine đúng không? Determine đúng không? Đó là nó không phải là determine ha, nó là determine. 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 Đó, những năm cấp 3 mình cũng hay được dạy đọc là determine, thành ra hay bị sai ha, nhưng mà cách đọc đúng của nó sẽ là determine. 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 Được chưa? Determine. Đó, đây là một từ formal, tức là nó hay được dùng trong văn viết ha. Rồi, cùng liên tập theo câu nè. Câu đầu tiên, the police are trying to determine the course of the accident. The police are trying to determine the course of the accident. The police are trying to determine the course of the accident. The police are trying to determine the course of the accident. Nhớ ha, cái chữ police này cũng hay đọc sai ha. Đó là nó không phải là police, được chưa? Mà là police. The police, được chưa? The police. Đó, the police. Giống như chữ please, nhưng mà cái chữ p mình đọc rõ hình âm p ha. The police. The police, được chưa? The police are trying to determine. Nhưng phải determine nha. Determine the course. Course, or ha, course, the course of the accident. The police are trying to determine the course of the accident. Đó. Cảnh sát đang cố gắng xác định cái nguyên nhân của vụ tai nạn ha. From that moment, I determined that I should follow my heart. Này, cho nên mình bôi lộn ha, đáng lẽ nó phải là chữ determine, được chưa? From that moment, I determined that I should follow my heart. From that moment, I determined that I should follow my heart. À, lưu ý cái chữ heart cũng trong video đầu tiên ha, nhớ là heart, chứ không phải là hurt nha, ôn lại nha. Heart, nhớ chữ art không, nghệ thuật ha. Heart, heart. Đó, chứ không có hurt nha. Follow my heart. From that moment, I determined, được chưa? I determined that I should follow my heart. Đó. Từ cái khoảnh khắc đó thì tôi đã quyết định là tôi nên đi theo tiếng gọi của con tim mình, được chưa? Determine. Đó. From that moment, I determined that I should follow my heart. Được chưa? Rồi, câu tiếp theo nè. Age and experience will be determining factors in our choice of candidate. Được chưa? Age and experience will be determining factors in our choice of candidate. Candidate, a candidate, nào cũng được ha. Age and experience will be determining factors in our choice of candidate. Hay là candidate, được chưa? Age, nhớ nha. Age và từ đã học rồi ôn lại nè. Experience, đừng bỏ âm y nha. Và đừng bỏ s ở cuối luôn. Experience. 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 Ôn lại nha. Age and experience will be determining. 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 Okay. Will be determining factors in our choice of candidates. Age and experience will be determining factors in our choice of candidate. Được chưa? Câu cuối cùng nè. I'm determined to win. I'm determined to win. I'm determined to win. Được chưa? I'm determined to win. Rồi, chữ determined mà thêm đi thành âm d ở cuối ha. Determined. Determined. Đó. Determined. Đó, thả nhẹ trong miệng, cái này phải luyện tập ha. I'm determined to win. I'm determined to win. Đọc nhanh thì lướt vào luôn ha. I'm determined to win.
I'm determined to win. Tôi quyết tâm là phải giành chiến thắng. Yeah. Rồi, từ tiếp theo đó là từ child. Child, chứ không phải là chiêu ha. Child. Child. Đó, ba âm child. Được chưa? Nhớ âm L ở cuối hay đọc như chữ O tiếng Việt ha. Child. Child. Được chưa? Child. Child. Được chưa? Child. Child. Đó, trong cái chiêu ha. Rồi, câu luyện tập theo câu nè. When I was a child, I didn't love sushi very much. When I was a child, I didn't love sushi very much. When I was a child, I didn't love sushi very much. Được chưa? Right, when I was a, nói lại ha, was a. When I was a child, was a, ha. When I was a child, I didn't. À, chữ didn't đọc nhanh thành didn't trong văn nói ha, didn't. Đó. Didn't. When I was a child, I didn't love sushi very much. When I was a child, I didn't love sushi very very much. Được chưa? Khi tôi còn nhỏ thì tôi không thích sushi cho lắm ha. Này. She's just a child. She's just a child. She's just a child. She's just a child. Được chưa? Child. Child. Được chưa? She's just a child. Just. Chờ ha. Just. She's just a child. Cô ấy chỉ là một đứa trẻ ha. Nhớ child không có chiêu nha. He is a 3-year-old child. He is a 3-year-old child. He is a 3-year-old child. Được chưa? 3-year-old phải có gạch nối ha để tạo thành tính từ ghép. Được chưa? Và không thêm s ở chữ years ha. He is a 3-year-old child. Thành tính từ, được chưa? He is a 3-year-old child. He is a 3-year-old child. Đó. 3-year-old, đọc nhanh thành year old luôn ha. He is a 3-year-old child. Được chưa? Cậu ấy là một đứa trẻ 3 tuổi ha. The film is not suitable for young children. The film is not suitable for young children. The film is not suitable for young children. Được chưa? Film chứ không phải là phim ha. A-A-M, film. The film is not suitable for young children. Từ young mới học nãy ha. Young. Young. Nhớ không có young ha. Young. The film is not suitable for young children. Đó. Số ít là child. Nhưng mà số nhiều là children. Được chưa? Children. Children. Được chưa? The film is not suitable for young children. Children. Child. Children. Nhớ ha. Đừng có lộn nha. Bộ phim thì không phù hợp cho con nít mà nhỏ nhỏ ha. Câu cuối cùng nè. Don't be so childish. Don't be so childish. Được chưa? Don't be so childish. 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 Được chưa? Childish. Đó, chữ sờ sung sướng đó ha. Don't be so childish. Don't be so childish. Đừng có trẻ con quá. Được chưa? Childish là mang tính trẻ con ha. Don't be so childish. Don't be so childish. Được chưa? Don't be so childish. Rồi. Từ cuối cùng đó là từ necessary. À, mình quên bôi đỏ. Necessary chứ không phải là necessary ha. Nó nhiều bạn hay đọc chữ này là necessary. No, nó là necessary. 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 Nhớ ha, những âm đầu chứ không phải âm hai ha. Nó không phải là necess mà là necess. Necessary. Necessary. Được chưa? Necessary. Rồi, cùng luyện tập theo câu nè. It's necessary for young people these days to know a second language. It's necessary for young people these days to know a second language. It's necessary for young people these days to know a second language. Yeah, it's necessary. Okay. It's
Trong cái it ha, it's necessary for young people nhớ ha, young people hai âm trước ha, young people these days to know a second language nhớ âm đuôi ha, language it's necessary for young people these days to know a second language. Mỏi miệng chưa? Ngày đầu tiếng Anh đó là mỏi miệng ha, tại vì tiếng Anh nó dùng rất là nhiều âm, khác với tiếng Việt một từ chỉ còn âm ha. Rồi. Nhưng mà mình cứ luyện tập liên tục thì gì, mình cái cổ họng mình nó sẽ quen, nó điều chỉnh từ từ ha, và cái hơi của mình nó sẽ khỏe hơn. Rồi. Câu tiếp theo nè. Is it necessary for me to be there? Is it necessary for me to be there? Hoặc là cái ngữ điệu các bạn có thể thay đổi ha. Is it necessary for me to be there? Đó. Is it necessary for me to be there? Is it, được chưa? Is it, chúng có ý ít nha. Is it, nói lại. Is it, ta cứ nghe người ta nói is it, thật chắc là chữ is với chữ it ha. Is it necessary for me to be there? Is it necessary for me to be there? Cái việc mà có cần thiết là tôi phải đến đó hay không ha. Có nhất thiết là tôi phải đến đó hay không? Is it necessary for me to be there? Rồi, chữ there này nè, các bạn trong lúc bạn chưa luyện được âm TH hữu thanh á, sau này mình sẽ chỉ ha, bạn đọc như chữ the cũng được. Nhưng đừng đọc thành chữ giờ nha, không đọc chữ Z nha. Is it necessary for me to be there? Cũng được ha, nha, đừng có be there nha. Được chưa? Is it necessary for me to be there? Right. If necessary, you can leave a message. If necessary, you can leave a message. If necessary, you can leave a message. Được chưa? If necessary, you can leave a message. Được chưa? If necessary, you can leave a message. Leave a message. Nói ha. Leave a message. Đó, để ý cái âm cuối. Đó, leave a message. Được chưa? Thì nãy giờ bạn đọc ở đấy thấy không? Những cái từ mà kết thúc bằng gì? Âm chi với âm y đó. Hay như language. Đó, change hoặc là message. Là ở cuối mình sẽ đọc là ch, được chưa? Nhớ ha. If necessary, you can leave a message. If necessary, you can leave a message. Được chưa? Nếu cần thiết, bạn có thể để lại tin nhắn ha. Leave a message là để lại tin nhắn. Only use it when absolutely necessary. Only use it when absolutely necessary. Là cấu trúc đặc biệt giống như if necessary là nếu cần, thì when necessary là chỉ khi cần, chứ khi cần. Only use it, nói lại ha, use it, chứ đừng có use it ha, không có đọc use it ha. Use it, only use it when absolutely, này chứ. Only use it when absolutely necessary. Only use it when absolutely necessary nhá ha. Only use it when absolutely necessary. Absolutely ha. Only use it when absolutely necessary. Được chưa? Only use it when absolutely necessary. Là giống như bạn người ta trao cho bạn một cái món vũ khí hay một cái gì đó trợ giúp ha, mà người ta nói là chỉ dùng nó khi thực sự cần thiết, rất rất cần thiết mới dùng ha. Only use it when absolutely necessary. Rồi, câu cuối cùng nè. He lacks the necessary skills for the job. He lacks the necessary skills for the job. He lacks the necessary skills for the job. Yeah. He lacks the necessary skills for the job. He lacks, nhớ ha, lacks không có lack ha, không có lack. Lacks, lacks, được chưa? He lacks, đó, âm k với âm s ha. He lacks the necessary skills for the job. Anh ấy thiếu, lack something là thiếu cái gì đó ha. Anh ấy thiếu những cái kỹ năng cần thiết cho cái công việc này. He lacks the necessary skills for the job. Được chưa? Necessary. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nhìn lại một lần nữa những cái từ của ngày thứ bảy ha. Đó là từ young,
Dần ng ng để ý ha, dần dần chứ không phải dăng nha. Dần âm ớ ha, dần. Rồi từ tiếp theo là foreign. Foreign. Foreign chứ không phải foray nha. Foreign. Foreign. Determine. 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 Được chưa? Determine. Chúng ta determine nha. Determine. Determine. Child. 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 Được chưa? Child. Child. Rồi, từ cuối cùng là necessary. Chứ không phải là necessary nha. Necessary. Necessary. It's not necessary. Được chưa? Necessary. Necessary. Rồi, cố gắng luyện tập ha. Chúc các bạn có những phút giây luyện tập phát âm thật sự vui vẻ và thoải mái. That's it. That's the end of today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos.